Xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Hiện tại đang là 1 giờ 15 phút trưa. 10 giờ tối mình sẽ phải bay từ Úc về Việt Nam. Hiện tại mình tranh thủ mình gặp người bạn của mình. Bạn của mình đã 5 năm mình không có gặp. Mình quen người bạn này là người Hoa. Mình đã quen ở Canada. Và khi mà có dịp đến Úc, mình tranh thủ mình thăm bạn mình ngày cuối trước khi mình trở về Việt Nam. A few moments later. Sau khi tạm biệt người thân và bạn của mình thì bây giờ mình đã có mặt ở sân bay. Hiện tại đang là 6 giờ 55 phút sáng. Mình phải có mặt trước sân bay là 3 tiếng đồng hồ trước khi mình check in để làm hành lý những cái thủ tục. Thì bên đây là sau khi hành lý và thủ tục xong thì bây giờ mình sẽ vào trong sân bay để mình tìm cái cổng để mình chờ lên máy bay. Chặng này của mình là từ Sydney về Singapore và từ Singapore về Việt Nam mình đi với hãng Scoot. Đây là trong sân bay của thành phố Sydney, rất là rộng lớn và đẹp, đầy đủ cửa hàng. Vì hiện tại đang là buổi chiều tối, đâm ra cái lượng người đi ra sân bay rất là đông. Trước mặt của mình là quầy information. Khi mà mình có thắc mắc về giờ bay, cổng hay là những cái thông tin, thủ tục thì mình có sẽ lên đây mình hỏi. Thì có những cái người phục vụ ở đây, họ sẽ giải đáp những thắc mắc. Và bên tay phải của mình là currency exchange. Mình có thể đổi những cái tiền tệ hay hỏi về giá cả từ những cái đô mà mình đang có, Canada, Mỹ, Úc, Singapore sang đô của Úc và ngược lại. Bây giờ mình sẽ đi vào tìm cái cổng của mình. Và bên tay phải đang là có những cái quầy bán về quà lưu niệm để mình mua tặng về cho người thân. Thật sự sau cái đợt Covid, bây giờ nhìn cái cảnh quan của những cái sân bay, tại sân bay khi mà tấp nập đông đúc như vậy mình rất là vui và mừng. Thật sự sau cái đợt Covid mọi thứ đi lại rất là khó khăn, cả như là mình về Việt Nam cũng rất là khó khăn, không có thể về trong 2 năm đợt dịch Covid á, thì cũng rất là buồn khi mà nhìn cái cảnh sân bay nó rất là điều hưu và ngắn tanh. Bây giờ khi mà nhìn, khi mà mọi thứ đã trở lại bình thường và mình có thể đi qua Úc thăm người thân và cả về Việt Nam thì mình thấy một cũng là một cái may mắn á, để sau những cái đợt Covid mà mình còn sức khỏe mọi thứ để mình về thăm người thân và đi du lịch là một, thực sự mình rất là trân quý những cái phút giây. Và hiện tại này mình sẽ lưu lại những kỷ niệm trên chuyến đi của mình để sau này mình già hay là mình có thời gian mình sẽ ngồi xem lại những cái thước phim này. Và bây giờ đang là 8 giờ tối thì ba mình cũng đói bụng chút xíu, mình và chồng sẽ đi mua đồ ăn cho ba mình ăn tạm. Thì trong đây mình chỉ thấy có cái McDonald's là nhanh và tiện nhất. Mọi người đang xếp hàng rất là đông, khoảng 4 đến 5 line chỉ để chờ cái máy để mình tự động mình order, nó sẽ nhanh hơn là khi mình xếp hàng order với người phục vụ. Cái này, cái McDonald's thì mình order chỉ được cái burger ăn tạm để chuẩn bị lên máy bay là xong các bạn. Hiện tại đang là 10 giờ tối, mình đã lên máy bay và từ đây mình sẽ bay về Singapore. Đến Singapore là 3 giờ 15 phút sáng. Đây là lần đầu tiên mình bay với hãng của Singapore là hãng Scoot. Thì thật sự cái ghế ngồi thì nó cũng không có rộng để cho bạn để chân. Nếu mà các bạn bay những cái chặng ngắn thì từ Việt Nam mình thì hãng Scoot là cũng một cái lựa chọn, giá cả cũng tương đối. Đôi lúc mà bạn săn thì nó rất là rẻ. Nhưng mà những cái giải trí trên máy bay thực sự là không có ha. Rồi về đồ ăn, đồ uống thì nếu mà chấm trên 5 thì mình chấm khoảng 2/5 thôi các bạn. Và bây giờ mình đang có mặt ở sân bay của Singapore. Và trên màn hình đang là 4 giờ 10 phút sáng. Mình sẽ bay từ Singapore là 7 giờ 15 phút sáng, đến Việt Nam là 8 giờ 15 phút. Bây giờ mình sẽ kiếm cái cổng để mình ngồi chờ. Nhưng mà thật sự khoảng 3 tiếng đồng hồ thì còn rất là sớm, cái cổng nó chưa mở để cho mình vào check in đâu, với lại qua cái security hải quan nữa. Bây giờ mình sẽ đi vòng vòng tham quan một chút xíu và kiếm chỗ ngồi và nghỉ ngơi. Thực sự mà khi mà kiếm cái cổng ở trong sân bay thì cũng là rất đơn giản. Có thể là lần đầu thì sẽ hơi bối rối cho tất cả các bạn mà lần đầu tiên bay thôi.
khi mà các bạn đến cái sân bay nào đó, chỉ cần nhớ là cái mã số máy bay của mình sẽ đi, sau đó mình sẽ nhìn lên bảng điện tử để mình tìm cái cổng, sau đó chỉ có ngồi cái cổng là mình chờ thôi. Và bây giờ mình đang đi xuống cuối hành lang này để kiếm cái cổng D38, thì rất là xa, mình có thể dùng thang máy cuốn để đi nó tiện hơn. Và bây giờ mình sẽ đi thẳng xuống đây. Tại đây thì nó có nhà vệ sinh gần ngay cái cổng để mình check in. Cái thứ hai là nó có cái phòng dành riêng cho những người mà hút thuốc. Như ba của mình hút thuốc, thì khi mà đi đến đây thì mình sẽ đã xem xung quanh để kiếm cái chỗ hút thuốc cho ba của mình. Đây là lần thứ hai mình đã đến sân bay của Singapore. Bây giờ mình sẽ quay sơ một vòng nhà vệ sinh nữ cho các bạn xem, thấy rất là sang trọng, sạch sẽ và rất là tiện nghi và rất là hiện đại. Hiện tại đang là 6 giờ rưỡi sáng, sau khi mà check những cái an ninh, cái hành lý của mình để lên máy bay, thì bây giờ mình sẽ ngồi đợi khoảng 1 tiếng đồng hồ nữa sẽ lên máy bay để về Việt Nam. Đây là cái khuôn viên ngồi chờ của cái cổng D38, 48 và 49. Cuối cùng cũng đã lên máy bay, bây giờ chuẩn bị để về Việt Nam thôi. Và bây giờ mình sẽ quay cái menu để các bạn xem tham khảo ha. Đây gồm có là cho breakfast của cái phần Scope Cafe, thì có những món ăn đa phần như là sandwich, mì gói. Phần đồ ăn thì căn bản là từ 12 đến 14 đồng, và phần nước từ trà, cà phê thì là 4 đô la trở lên. Cuối cùng đã đến Việt Nam và bây giờ máy bay sẽ đáp vào sân bay của thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại đang là 8 giờ 28 phút sáng và cũng là kết thúc 7 ngày mình đã có mặt ở thành phố Sydney, kết thúc chuyến đi rất là sớm. Mình rất là có nhiều kỷ niệm và lưu luyến, hy vọng mình sẽ có cơ hội mình đến Sydney một ngày không xa. Và mình cũng xin phép video hôm nay tại đây. Các bạn nhớ like và cho mình một sự đăng ký để ủng hộ mình cho những video mới. Hẹn các bạn ở video tiếp theo. Bye, tạm biệt tất cả các bạn.